món buổi sáng của mấy anh em này. Tôm thích nha, tôm thích chúa nha mọi người. Tôm thích anh em bắt. Người đó. Số là bắt sống á, nhưng mà những có những con thì nó những con mà nó không ăn mồi á, về thì anh em bắt sống không có được nha, phải xiên lên để mà nhầm nhì như thế này đây. Tôm thích chúa nha mọi người. Giờ là cái bò này, cái bò tí nha. Còn kia này cái bò u. Cái bò này thì không có lớn to nha mọi người, như thế này nó để to và dài rồi. Nó còn đó là lấy ăn cơm. Trời ơi, đã lấy ăn cơm không trời. Lấy cơm này nghèo nấu rồi. Trước vậy thôi. Đây anh em nhậu ở biển khơi nha. Xung quanh toàn là biển mọi người. Máy lạnh thiên nhiên nha. Muốn lạnh cỡ nào cũng được mọi người. Và này là tôm tích nè. Để mình mời cả nhà kêu view cả vui con này. Cho mời chủ máy quay mời thưởng thức trước. Nhà đi điên chắc. Quá lâu rồi. Tôm thích nha. Mời mọi người thưởng thức cùng mấy anh em. Con bò đẻ nào? Tại khu vực sông lớn nha. Biển xung quanh toàn là biển mọi người. Đây, thấy không? Một chiếc thuyền tầm 2 mét rưỡi của anh em lên đền giữa biển khơi như thế này. Khu vực này thì tàu á, tàu sẽ chạy từ tuyến Phú Quý Phan Thiết chạy ngang qua hướng của anh em nha. Đêm nay thì cũng đêm thứ ba của mấy anh em rồi. Tại cái chuyến này cũng chuyến thứ ba, thứ tư gì nha. Đi lâu thì cũng không có nhớ hết mọi người. Cứ đêm xuống là anh em săn bắt hải sản tại khu vực Giàng Lớn này. Lời êm thì những cái thuyền á, những chiếc ghe tầm khoảng 2 đến 3 mét thì thường lặn tại khu vực Giàng Lớn này nha. Nếu mọi người xem những clip tại khu vực Giàng Lớn á, thấy có những vấn đề gì thì hãy nói cho cộng biết để có những video hay hơn về bắt những hải sản có giá trị cao hơn. Vì mỗi khu vực mỗi khác nha mọi người, không phải khu vực nào cũng hải sản to về nhiều. Hy vọng mọi người xem những clip thì cho một thông báo để có những video hay hơn. Giờ thì chuẩn bị vô đồ để mà săn bắt hải sản nha. Anh em đang có rửa gương nha, vô bao tay chờ anh Năm dẫn tới cái điểm làm á mọi người. Cứ đêm xuống thì lúc nào cũng như vậy nha. Điểm cũng khé xe tầm khoảng mười mấy phút nha. Tuốt con sâu kia. Bây giờ thì anh em nghỉ một tí, khi nào tới thì Cẩm sẽ quay tiếp cho mọi người. Đây mọi người, bạn Trường đang có cảo cái sợ cảo máy lặn ra nha. Cái máy này là máy lặn anh em có oxy để thở nha mọi người. Còn cái này là cái bình ga, bình hơi. Rồi, tới chỗ săn bắt hải sản rồi. Mấy anh em đang có vô đồ rồi. Rồi, may mắn đêm nay sẽ bội thu hải sản nha. Chờ mấy anh em nhảy xuống thì Cẩm nhảy xuống. Chứ về nhiều nó rói nha. May. Nước cũng khá ấm nha cô chú anh chị. Mùa này thì nước vẫn còn ấm. Tại phía dưới là cháu Trương. Đây là anh Năm đây, vừa mới nhảy xuống nha. Cứ đêm xuống là anh em sẽ xuống đại dương tìm kiếm hải sản. Tùy theo khu vực nha cô chú anh chị. Nước chỗ này tầm khoảng 8 đến 9 xả tay. Và buổi sáng thì anh em cũng la dài vài tí để mẹ dễ ngủ đó cô chú anh chị. Cẩm sẽ xì hơi ganh về đi kiếm hải sản thôi. Một con cá chèm, còn gọi là cái đo cũ nha. Cái này làm trẻ thì hết sảy con 17 luôn.
thương lái cũng rất là ưa chuộng cái chèm như thế này. Đây phía xe này gẫm và phát hiện ra con gì, là một con hầu hương nè, cũng khó thấy lắm cô chú anh chị. Gẫm thì chọi được một con này á, được 20.000 nha, nhưng mà cũng khá là lâu. Hình như phía xe cũng có một con nè, gọi là con ốc nha cô chú anh chị, một con ốc bù nè. Ốc bù này cũng được tiền, con này gẫm sẽ bắt. Ở con hang đá này có một con cái trình dưa, ở con hang đá khá sâu. Tại phía này có một con cái mó này, cái mó bạc mé nha. Còn cái kình trắng, con này gẫm xiên. Cái này thì được tiền rồi. Cháu trường này cô chú anh chị, một con cái sót dưa trắng nha, cái này ăn ngon. Và một con cua đé nước ngoài này nè cô chú anh chị, nó bò ra ngoài cát như thế này, nó cắn một con cua. Gẫm đang cho cắn cái càng một con cua nhện nè. Và bám mắt cục đé này nha, gẫm sẽ dùng chân đẹp che, chứ cái tay kia thì mắc cầm coi đường pin rồi. Đây một con ốc ăn, ốc này thì 9-10.000 một con. Con hải sâm này, được hải sâm thì mừng lắm cô chú anh chị. Khu vực này được hải sâm được 50.000. Hai con cá chim vàng, đây gẫm sẽ dược một con để siêu. Rồi được rồi cô chú anh chị, cái này được tiền nha, gặp này gẫm sẽ xuyên nè. Phía xe một con mực lé nha, của nó chạy lên mặt nước rồi, gẫm đang có lụa lên. Lụa lên gần tới rồi, và càng lụa thì nó càng chạy đi. Gẫm lụa không có lụa nữa nha, thẻ xuống lại này, để xuống ràng lại nè cô chú anh chị. Con mực còn ở phía trên khé xe luôn. Mọi người biết phía dưới này là con gì không? Là một con sò ta tượng quét thạch nha. Thời xe xưa thì có những con to như thế này đây, nó con tầm khoảng 1m đến 1m2. Nhưng mà bây giờ thì không có nữa nha. Lại được hải sâm gai này, con thứ hai rồi cô chú anh chị. Dưới này có một con hầu hương sữa. Lâu lắm mới bắt lại cua lén này cô chú anh chị, còn gọi là cua gạo nha. Tăng giờ thì không có rồi, lên xem thành quả thôi. Còn em mới lên nha mọi người. Tăng giờ thì thưa thớt lắm, không có nhiều hải sản nha. Đây mọi người, tăng giờ thì anh em tầm khoảng 5-6 trăm nghìn thôi nha. Năm anh em mọi người, hải sản thì có tăng có tăng không. Tăng giờ thì mọi người thấy nè, năm anh em một xíu hải sản là thôi, được con bò lé, được hải sâm nè mọi người, được mấy con hải sâm nha, hải sâm táo á. Wow, con này thì nó phình lên đó. Mấy con hải sâm gai. Rồi hải sản là như vậy nha. Gẫm sẽ quay tiếp một tăng cho mọi người xem. Rồi tới tăng tiếp theo nha. Tăng đầu tiên của anh em thì khoảng 5-6 trăm nghìn thôi. Bây giờ thì tiếp tục nè.
tiếp tục nhân cô chú anh chị làm một clip nữa nè. Nước chỗ này cũng khá cạn, nước chỗ này anh em lặn tầm khoảng 7 đến 8 xả tay nha. Đây đáp dàn rồi nè. Qua wow, may mắn này cô chú anh chị, vừa đáp dàn là phát hiện ra một con cá mú nha. Cảm với anh Năm đang có răng lưới chỗ này. Đằng này có vẻ may mắn rồi, vừa mới xuống thôi. Và phải bao lưới cho nó kỹ càng nha, chứ còn cái mú này nó chạy thì tiếc cho anh em. Khi răng xong thì lái xương chỉa lùa nó ra. Rồi rồi, thấy nói rồi cô chú anh chị. Cảm sẽ đề hướng này. Chạy ra lưới rồi nè. Anh Năm tóm gọn nói rồi. Cái mú sao này thì được tiền rồi cô chú anh chị, phải nuôi sống nha. Còn 1 kg thì khỏi phải nói, tầm khoảng 95 đến 1 lượng 1 kg. Còn dưới 1 kg từ nửa ký trở lên đó, khoảng 45 đến 500 nghìn 1 kg. Rồi con cá đó thì để Năm bỏ về vợt, Cẩm sẽ xộm lưới lại. Vừa mới nhảy xuống thôi, phải canh thủ để kiếm hải sản khác để bắt nha. Wow, cái lưới này rối á cô chú anh chị, nó rối khá nhiều luôn. Gẫm thì dùng một tay nên hơi khó một tí. Có lẽ tấm lưới này nó cũng hơi hư nha, nó không có phèo để mình nổi lên, vì vậy nó rối cục vào luôn nè. Cũng may anh Năm bỏ ké về xong á. Phải canh thủ bỏ về vợt về đi kiếm hải sản thôi cô chú anh chị. Một con gì chỗ này đang có lùa nó ra. Wow, một con cá bò đỏ đuôi nha. Lâu lắm mới siêu được một con cá bò đỏ đuôi này. Phía xe là một con cá mó nhẹ nhớt nè. Cái này ngủ nó sẽ phun nhớt ra để mày răng mung. Những con cá này to gẫm siêng nha. Hạn chế siêng những con nhỏ thôi cô chú anh chị. Con này to thì khoảng 55.000 một ký. Wow, ba con cá bẻ clầu luôn. Ngoài đảo cua gẫm gọi là cá bẻ clầu nha. Cái này rất là được tiền. Cái to thì có thể là 150.000 một ký. Cái nhỏ thì khoảng 70-80.000. Bè con này khá to luôn. Là con thứ hai nè. Cái này thì ăn khỏi chê rồi, cũng khá ngon và ngọt nha. Còn một con thứ ba thì nó chạy đi xe rồi cô chú anh chị. Cẩm đang có kiếm. Đây đây, phát hiện ra rồi. Có lẽ con thứ ba này cũng không có thoát được nha. Bò chạy rồi cô chú anh chị. Nhưng mà vẫn còn thấy nè. Rồi chỗ này gẫm được ba con cá bẻ clầu nha. Một con ốc ăn nè, núp khá là kỹ lòng hòn đá này luôn. Một con mực lé cô chú anh chị. Đây con này nhỏ gẫm không có bắt nha. Con này khá là nhỏ luôn, nó chạy theo hướng đèn nha. Mực nhỏ thì thấy bên trong nội tạng của nó luôn nè. Và một con tôm tích này cô chú anh chị. Tôm tích này gẫm sẽ bắt sống kiếm một con cái con. Và cũng may nha, con cái con sát bên luôn. Cẩm sẽ nhớ con thích này. Nếu mà nó nỉ lên con kế thì chụp ngay.
Rồi, nhảy lên rồi nè. Có vẻ được nha. Thế lành luôn, vừa nhảy thì nó kéo xuống hang luôn nè. Lẩm đang có đèo cái hang này lên. Có lẽ gặm tóm được cá càng của nó rồi. Đang có mò xuống nha, mò xuống cá hàng của nó, kéo lên cho dễ dàng. Khi kéo cá càng lên nó sẽ dùng cá càng ra. Wow, con này có vẻ đèo khá lâu nha. Thuốc tận hang sâu luôn nè. Vẫn đang có bươi lên. Không biết có được không. Chứ con trong tích này nó xảy cũng tiếc lắm nha. Chụp được hai cá càng nỉ của nó rồi nè. Càng đèo á, cát nó càng tràn vào nha, nên vẫn phải khoét ra ngoài. Bụi khá là nhiều luôn. Không biết có được không nha. Cũng khá là hồi hộp luôn nè. Rồi, có vẻ được rồi nha. À, cũng khá lâu nè. Rồi, được rồi cô chú anh chị. Khá sâu luôn. Anh em ở phía xe thì cũng bỏ đi hết rồi. Gẫm đang có đi theo mấy anh em nè. Vì bắt tôm tích này lâu á, nên cano cũng dần theo mấy anh em. Và chỗ này không biết con gì nha cô chú anh chị. Một con cái chàm phía hang này. Nhưng mà không phải rồi, anh Năm đang bắt một con gì. Ở trong cái lỗ hang này nè. Có lẽ con gì được tiền rồi cô chú anh chị. Đúng rồi, con gì khá là được tiền nha. Năm đang có khều nó ra nè. Không phải bạch tuộc nha cô chú anh chị. Bẩm nhìn chưa có rõ lắm. Wow, may mắn này cô chú anh chị, một con cái mặt quỷ đắt giá. Khá là hên luôn. Đằng này thì được con này có lẽ là bộ thua đó cô chú anh chị. Nhưng mà con hang này hơi nhỏ nha, không biết bắt có được không. Anh Năm đang có lùa cái hướng này. Có lẽ hướng đó thì không có được rồi. Hướng này thì không biết có được không. Hướng này thì hang rất là nhỏ nha. Máng cục đá bên này. Rồi thấy cái lưng của nó rồi. Năm đang có đào những cái cục đá nhỏ. Đào cục đá nhỏ mà che lấp các miệng hang á. Phải đào ra cho các miệng hang rộng hơn. Rồi sau một lúc thì cũng tóm được cái con cá mắt quỷ này cô chú anh chị. Thế là may mắn luôn. Đây anh Năm đang kiếm cái vợt nha. Có lẽ anh Năm lựa lên lấy cái vợt cua gẫm nè. Đúng rồi cô chú anh chị. Bỏ vào vợt cua gẫm nha. Vì vợt của anh Năm hình như đừng kéo mú. Với lại nhùm rồi. Bỏ vào các vợt tôm tích này luôn. Được một con này thì coi như tăng này khá là bộ thu rồi. Kiếm cái liệu nha. Đây gẫm phát hiện một con hả xăm gai được tiền. 50.000 một con tại gòn đảo Phú Quý. Một con ốc đắng nè. Còn gọi là ốc đỏ nha. Ốc này thì được giá rồi. Nên gẫm bắt. Thêm con hải sâm gai chỗ này. Tăng sáng này nó sẽ chui về hang. Cô chú anh chị để ý nha. Nó đang có bò đó. Phải kéo nó ra thôi.
đây là cái bụi san hô nhớt nha, nó đung đưa theo cái gần nước đó cô chú anh chị. Phía lên càng sóng thì nó sẽ đung đưa càng nhiều. Wow, bít luôn cái hòn rố này nè, bụi san hô nhớt nha. Đây Gẩm sẽ quay cho cô chú anh chị xem một chút xíu, nó sẽ đung đưa theo sóng nước rất là nhiều chỗ này luôn. Xứ này cũng có nè, là chỗ này thì đung đưa khá nhiều luôn nè, có lẽ sóng hơi to nha. Một con ốc ăn chỗ này. Wow, mọi người thấy gì không? Là một con mực nang siêu to khổng lồ. Nó nguyệt lan tựa như là san hô. Trên lưng nó sẽ giữ những cái gai lên nha. Nó dùng da thịt mình để làm một cái gai rẻ này. Đây con này sẽ bắt tay nha cô chú anh chị. Số lê gẫm sẽ xuyên, nhưng mà bắt tay nuôi sống á, về mực nó sẽ tươi hơn, khỏi phải ướp đá nha. Đây nuôi sống này về bán sẽ tươi hơn. Thường anh em sẽ bỏ vào các vợt hạ xăm ga. Con này khá to nha cô chú anh chị. Phía xe má anh em đang bắt cái mú này, tập trung lại hết rồi cô chú anh chị. Wow, nó chạy ra ngoài này. Còn cái mú đỏ xeo này, phải giăng lưới chặn cái đầu của nó. Còn nó chạy đi xe nha. Còn cái rất là to luôn nè. Gẩm sẽ quay xét cho cô chú anh chị xem. Đây quay như thế này rất là xét rồi. Còn xét nữa thì nó sẽ chạy nha. Rồi nó tông về lưới rồi. Wow, tí nữa là nó chạy ngược về lại nha. Cũng may mà nó còn máng cái lưới á cô chú anh chị, máng cái hàm răng của nó. Đây con cá này khá to luôn. Có lẽ con này được nữa là hai con rồi cô chú anh chị. Vừa mới nhảy xuống thì anh Năm được một con, còn giờ thì hai con rồi, với một con cá mặt quỷ đắt giá. Bữa thu cho anh em tăng này nha. Cảm đang có gỡ con cá này ra, nó đón lưới khá là nhiều luôn, nó cứ chạy qua chạy lại đó cô chú chị, nên quần về một cục lưới luôn này. Rồi cuối cùng cũng gỡ xong con cá nha. Tăng nào mà cứ được vé mú thì anh em cũng rất là mừng, cũng khá là nhiều tiền. Con này kẻ ký nha. Rồi em Kim cũng xõm lưới xong rồi, tranh thủ kiếm hải sản để bắt thôi cô chú anh chị. Chỗ này một con ốc bàn tay và hai con luôn nha, hai con một chỗ luôn nè. Khi bắt gẫm sẽ lặt lên như thế này. Có con lẻ ốc mượn hồn đó cô chú anh chị, nếu mà không lặt lên thì sẽ bắt nhầm ốc mượn hồn. Tại chỗ này cũng có một con, tính ra chỗ này gẫm được ba con nha. Wow, một con cái trình dưa nè, con này khá to về dài luôn, gẫm sẽ xuyên ngang cái đầu của nó. Rồi trúng rồi nè. Wow, có lẽ chí mạng rồi cô chú anh chị, một phát đơ luôn nha. Xuyên như thế này thì nhanh, với lại con cá trình dưa rất là tốt. Wow, có vẻ nó đang có chui về hang.
không phải mọi người, là nó sai trùng chuồng nha. Một phát đơ luôn, nó sai trùng chuồng rồi cô chú anh chị. Tại nó cũng yếu đi rồi. Như thế này nhanh, với lại con trình nó sẽ không rách cái nẹt ra. Cái trình dừa này cắt dê ướp với treo nướng ăn cũng khá ngon nha, nhưng mà nó hơi có xương tâm một tí. Cái đầu của nó này cô chú anh chị, cái trình dừa thì nó không có nhiều răng sắc nhọn nha, nó chỉ là vặn sức con mùa thôi, khi mà nó cắn thì nó xoay chừng nào mà sức con mùa dê thôi cô chú anh chị. Một con tôm hùm đỏ baby. Con này gẫm sẽ bắt nha. Có một con cái mú hang chỗ này. Rồi, được rồi cô chú anh chị. Cái mú hang thì không có lớn to. Tăng giờ cũng tới giờ lên luôn rồi. Hai tăng nha cô chú anh chị. Tăng giờ thì khá là may mắn được cái mặt quỷ với lại cái mú nha. Đây, cách sợi ra đế phía trước, gẫm đang có đi lại nè. Phía xe là chóc lương. Hình như gẫm gặp một con gì chỗ này. Đang có đi lên thì gặp nha. Wow, thì dê le ốc mượn hồn. Nếu mà không lặn lên thì sẽ bắt nhầm nha. Và cũng tới cano rồi. Bây giờ lên xem thành quả cái tăng này thôi cô chú anh chị. Rồi, em vừa mới lên tăng thứ hai nha. Tăng giờ thì anh em được hai con cá mú. Cá mú đỏ sao. Cá thì có loài dài nhiều hơn cái tăng đầu tiên. Cá mú đỏ nha. Hôm nay thì anh em nuôi cái mú, cái mật quỷ với lại mực nang. Đây anh em đang đổ cá ra nha. Cá thì nhiều hơn tăng đầu tiên thôi, chứ có không có bao nhiêu. Nếu là ốc thôi, ốc với hậu hương nha mọi người. Đây ốc bàn tay này. Ốc bàn tay này thì thường lái bao giờ mua khoảng 15 đến 17 nghìn con thôi. Hạ lại nha mọi người. Ốc này anh em sẽ nuôi sống nha. Đây là ốc ăn nè. Ăn này 9 đến 10 nghìn một con. Cá bò lá nha. Còn đây là cá kình nè. Cá kình trắng nha mọi người. Cái này cái bẹt lầu nè. Cái bẹt lầu này được giá lắm. Tầm khoảng 16 nghìn ký. Còn cái này gọi là cái thò nha. Cái thò này nó đâm rô cũng rất là nhức nha mọi người. Cái này được giá lắm. Tầm khoảng hơn 100 nghìn một ký. Còn to nha mọi người. Đây cái lưỡi giáo nha. Cái này có con gần cái ký luôn. Và khu vực gần xe á, cái này to lắm mọi người. Khu vực còn đảo Phú Quý này thì con kịp lớn to nha. Một con cái trình dừa này. Con này thì em siêu một phát đơ luôn. Một phát được luôn nha. Cái trình trắng to lắm mọi người. Thì cái hầm số 5 đầy anh em gặp bịch nha. Đó. Có những clip của em cũng kết thúc